công ty công nghệ sinh học BioNTech của Đức đang làm việc với đối tác của Mỹ Pfizer để đẩy mạnh việc sản xuất vaccine ngừa COVID-19. Nhà đồng sáng lập và giám đốc điều hành của BioNTech nhận định rằng hiện tình hình chung của vaccine không được dồi dào, bởi có những khoảng trống nhất định vì chưa có vaccine nào khác được đăng ký lưu hành, và BioNTech Pfizer phải cung cấp bằng vaccine của mình. Do đó, BioNTech và Pfizer đang nghiên cứu khả năng đẩy mạnh thêm năng lực sản xuất và câu trả lời cụ thể sẽ được đưa ra vào cuối tháng 1 này. Hãng này cũng đang tìm kiếm các đối tác có thể sản xuất vaccine BioNTech Pfizer, trong khi không có nhiều công ty có năng lực sản xuất vaccine đạt chất lượng theo yêu cầu. Theo BioNTech, hiện có 5 công ty ở châu Âu đang sản xuất vaccine của công ty này, và BioNTech đang đàm phán với các nhà sản xuất tiềm năng để sản xuất các chế phẩm của vaccine.